và chiều hôm nay chúng ta tiếp tục thực tập khóa tu, chúng ta tiếp tục thực tập thiền tọa để cho tâm của chúng ta được ổn định. Khi sáng chúng ta thực tập và những vị ban đầu thì cảm thấy có khó chịu và chưa quen, nhưng thầy nghĩ cái gì cũng vậy. Một người chưa bao giờ đá bóng mà khi đá thì nó rất là nhức mỏi bắt chân lên từ, nhưng mà nếu thực tập quen thì không thấy đau, không thấy nhức, không thấy mỏi. Cũng vậy, chúng ta ngồi thiền ban đầu chưa quen thì mình cảm thấy khó chịu, mình muốn trong hết giờ, mình muốn thầy đặt một tiếng chuông sớm hơn để mình được về, mà như vậy chúng ta không được an lạc. Chúng ta cố gắng thực tập, bởi vì đây là cách thực tập của Đức Phật và Chư Tăng thời tại thế. Đức Phật thường ngồi thiền mỗi ngày, ăn cơm mỗi bữa dưới bóng cây thiền tọa để lắng đọng tâm thơ, để giảm trừ tất cả những cái phiền não, những khổ đau. Khi chúng ta ngồi yên lặng, tâm của chúng ta trong trạng thái yên tĩnh, thì những cái bồn bề, những cái lăng xăng, những cái lo âu, những cái sợ hãi, những cái toan tính, nó sẽ lắng xuống giống như một ly nước ban đầu thì đục, nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ thì ly nước bắt đầu tất cả những cành lá, những chất yếu ấy nó sẽ lắng xuống dưới, và những cái chất trong thanh tịnh nó sẽ nổi lên trên. Người thiền cũng giống như chúng ta, để một ly nước ban đầu chúng ta lăng xăng, chúng ta bị vọng niệm, chúng ta bị ngoại cảnh chi phối, nhưng dần dần thì tất cả đi vào ổn định rồi, thì bao nhiêu cái lăng xăng đó, những cái vọng niệm đó, nó sẽ lắng xuống ở dưới, và phần lên trên là phần chúng ta yên tĩnh, phần chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, và chúng ta không còn lo lắng sợ hãi những gì xung quanh ta mà đang xảy ra với chúng ta. Cứ thực hành như vậy vào mỗi ngày, vào mỗi sáng và hàng đêm, thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Một điều chúng ta ghi nhớ khi chúng ta đang giận hờn ai, đang có những cái khó khăn với ai, quý vị hãy vào trước bàn thờ thắp một cây nhang, đánh ba tiếng chuông. Quý vị ngồi xuống đó, ngồi xuống 10 phút thôi, thì tất cả những cái giận hờn, những cái khó khăn với người kia bắt đầu dần dần lắng xuống. Đó là cách mà mình có thể xóa dần dần khỏi cái danh sách của mình. Nếu mình chỉ dần ai, mình gặp khó khăn, mình tiếp tục thì chắc chắn mình sẽ thất bại. Mình phải biết cách để mình tu tập và chuyển hóa, thì cái này nó sẽ có công năng rất lớn giúp cho mình có thể tháo gỡ những cái dòng hơn, những cái vướng mắc, những cái khó khăn đối với chồng con của mình, cũng như những người thân của mình. Vì vậy thiền tập nó rất có cái công năng giá trị trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và bây giờ nghe tiếng chuông, chúng ta bắt đầu thực tập.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và như vậy sau thời khóa tọa thiền trong vòng nửa tiếng, và chiều hôm nay thì thầy thấy có kết quả tốt hơn. Chiều hôm nay thì thầy có ai than thở, sợ là có những người than thở thì nghe à, chiều nay thì có vẻ là thực tập chúng ta giỏi hơn ha. Hy vọng thì được kỳ sau thì mình cảm thấy đã quen rồi thì mình không có thấy nhức mỏi. Ở đây cũng có một vài vị lớn tuổi, chúng ta cố gắng ngồi. Và tối về quý vị trước khi đi ngủ thì khuyên quý vị nên ngồi trong vòng 15 phút thôi, để xả bỏ tất cả những cái mệt nhọc mà cả ngày chúng ta đã làm việc, chúng ta đã mệt mỏi. Và khi ngồi thêm như vậy mình xả hết, mình an trụ trong hơi thở. Và chỉ cần quý vị ngồi 15-20 phút là giấc ngủ của mình rất là ngon. Quý vị nếu có điểm chiêm bao thì đó là những điểm lành, chứ không có những điểm chữ. Bởi vì khi mình trong cái tâm mình không có nhiều những cái tạp niệm, những cái năng sắc, những cái lo âu, thì trong cái giấc mộng của mình mà có thì có một lần thể tin như vậy và thể là tận tâm được rất nhiều lần. Buổi sáng trước khi thức dậy, khi thức dậy xong quý vị có thể ngồi ngay ở trên cái giường của mình, hoặc quý vị nào có thể tinh tấn thì lên thắp hương trên mặt Phật, đến thắp thêm chuông. Chúng ta ngồi trong vòng 15-20 phút trước khi chúng ta đi làm, việc. Thì thực tập mỗi ngày như vậy thì thầy thấy nó sẽ có những kết quả, quý vị sẽ có những kết quả rất tích cực. Đây là một cái điều rất là mầu nhiệm. Quý vị cứ làm đi rồi sẽ thấy. Và chiều hôm nay còn một cái việc mà thầy đã hứa với quý vị. Chỉ nhiên mà thầy đã hứa được gì thì chỉ nhiên thầy phải làm. Hôm trước thầy hứa cái gì? Tặng quà. Tặng quà cho đồ. Sáng nay thầy có những gì nhắc thầy. Thầy ơi, có tượng Phật chưa? Có lá bồ đề chưa thầy? Cho con vài lá sâu chuối. Thầy không quên đâu. Nhưng mà thầy cảm ơn quý vị nhắc thầy. Nhưng mà dĩ nhiên thì thầy nghĩ thầy hứa thì dĩ nhiên mình sẽ làm. Nhưng mà làm đôi lúc có những lúc mà mình làm chưa được bằng vàng. Thì vừa rồi cách đây khoảng bắt tuần lễ thì thầy có hướng dẫn một cái phái đoàn đi đến đất Phật. Đây là một chuyến đi mà thầy nghĩ rất là hiếm có. Đặc biệt chuyến đi này có rất nhiều Phật tử ở Huế, ở Đà Nẵng, ở Quảng Trị, và một chuyến đi tổng hợp nhiều cái tinh thần, gồm có một nhóm Cần Thơ, rồi Sài Gòn, nhiều nơi, và quy tụ lại giống như một ngôi nhà ăn cơm chánh niệm. Ăn cơm như vậy, sắp hạ đi thiền hành, ăn cơm chánh niệm, ăn cơm buffet, cùng tu tập với nhau, cùng hít thở với nhau, cùng ngồi thiền với nhau, cùng ăn cơm với nhau trong suốt 12 ngày như vậy quý vị. Và thầy cứ mỗi lần đi thầy cảm thấy an lạc vô cùng. Đặc biệt là thực hiện một bát tu ở tại đất Phật, đi đến đâu thì mình ngồi thiền kinh hành niệm Phật, rồi nghe pháp, và chúng ta tận hưởng được những cái giây phút 8 năm cuộc đời, những cái nơi mà Đức Phật đã đi, đã đứng, đã ngồi và đã thân tập. Như vậy thì 8 năm cuộc đời đã đi qua những chỗ đó, những mảnh đất đó, những ngôi làng đó, những thành phố đó, thì thầy sẽ dẫn đoàn đi hết, tất cả những việc. Đặc biệt là vốn đồng tâm, vừa lâm tiền đi nơi Đức Phật làm sân Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, vận động viên nơi Đức Phật chuyển pháp luân, và câu thiên tha nơi Đức Phật nhập niết bàn, nơi dừng chân cuối cuộc đời của ngài sau 8 năm hành đạo. Thì thầy đã gặt hái được nhiều cái kết quả rất thực tế, và đặc biệt những cái chuyến đi mà thầy hướng dẫn thì hầu như rất là thành công. Quý vị nào đã đi với thầy thì biết. Và thầy không đi du lịch giống như các công ty tổ chức, thầy chỉ đi những nước là có tính cách tâm linh, du lịch của du lịch tâm linh, chẳng hạn như Ấn Độ, Nepal, rồi
Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, những nước gọi là những nước Phật giáo, đặc biệt là Myanmar là quốc gia một trong những đất nước mà rất là thành tựu đạo Phật. Đó là những cái nước mà thầy thường hướng dẫn cho chúng Phật tử có duyên và đi với thầy. Thì hôm trước thầy hứa là sẽ tặng quà cho quý vị, đặc biệt là chúng ta không có phương tiện hoặc là không có chưa có duyên, mình còn nói chưa có duyên đi đến Phật. Quý vị nào có duyên đó thì sao phải thực hiện một chuyện dù một lần trong đời. Bởi vì bây giờ cuộc sống bây giờ không phải giống như trước đây, thầy bây giờ rất nhiều phái đoàn, đặc biệt là Hà Nội. Đặc biệt Hà Nội thầy đi làm thầy gặp rất nhiều phái đoàn từ Bắc Ninh, từ Hà Nam, từ Hà Nội, từ Chùa Hương, họ tổ chức đi rất nhiều, nhiều nhóm. Bây giờ họ đi Phật rất nhiều lắm, ngày xưa thì khó khăn, và bây giờ thì người ta đi cũng không đến nổi. Đây là những cái tượng Phật mà thầy đã đeo ở trên đẹp không? Và bây giờ khi mình phát xong rồi mình sẽ đeo ngay vào cái áo của mình nhé, đeo vào bên trái. Thì quý vị đeo cố gắng nhìn chứ có nhiều người đeo được nghe. Cái đầu được Phật chắc sẽ đeo tổ lắm á. Thì đây là tượng Đức Phật mà họ làm trong triển lãm Bồ Đề. Đặc biệt đến Ấn Độ thì cây Bồ Đề được xem như biểu tượng tâm linh cùng với là xa lợi Phật, cây Bồ Đề và lá Bồ Đề, cho nên bất cứ tượng Phật nào họ cũng là phần lớn là trong cái chiếc lá Bồ Đề. Bởi vì cây Bồ Đề là nơi mà Đức Phật đã giác ngộ, Đức Phật thành đạo ở đó, cho nên người ta làm tượng Phật đã có ý tưởng là làm trong cái chiếc lá Bồ Đề. Thì quý vị thấy cái chiếc lá Bồ Đề và tượng Phật này là tượng Phật ở trong cái tháp mà Đức Phật thành đạo, tức là cái tháp tòa cao này là mấy mươi mét, 50 mét cao lắm. Và rất đẹp, trong tổng còn tượng Phật rất đẹp. Thì tượng Phật với tượng Phật họ chụp lại ngay ở trong cái tượng Phật Đức Phật đạo. Cho nên chúng ta đeo cái tượng Phật thì mình biết được rằng là coi như mình chưa đi đến đó, nhưng mà coi như mình đã có một cái phước báo, tức là mình đã đeo được một tượng Phật trên thân của mình, nơi chỗ tượng Phật Đức Phật đã thành đạo, đã chứng quả, đã chứng quả. Thì mỗi người chúng ta sẽ dành một cái tượng và một tượng không có xin thêm được. Vì xin thêm cũng không có. Để ưu tiên là những người nào tham dự khóa tu hôm nay. Bởi vì nếu mà xin thêm thì dĩ nhiên không có đâu. Bởi vì nếu ai cũng xin thêm thì làm sao có. Và không đủ. Dĩ nhiên mà Phật tử của thầy là cả mấy ngàn người. Làm sao mà đủ. Đặt được ưu tiên cho khóa tu trước, đúng không? Rõ ràng ưu tiên khóa tu trước. Thứ hai là mỗi người mình nhận được một chiếc lá Bồ Đề. Đây là chiếc lá Bồ Đề thiệt. Chiếc lá Bồ Đề này được lấy từ dưới cội Bồ Đề nơi Đức Phật đã thành đạo. Ánh sáng của Phật bắt đầu bắt nguồn từ cái cội Bồ Đề và đến chiếc lá Bồ Đề. Rồi người ta lấy lá Bồ Đề này, và những người họ hàng ngày họ sẽ đến đó đón những cái lần gió và lấy xuống. Rồi người ta về rửa sạch và người ta ép. Họ ép rất cẩn thận vào trong một cái đất tích. Và trong đó có một cái tượng Phật là thành đạo luôn. Quý vị nhận được Phật hành động rất đẹp. Và như vậy chúng ta trong lá Bồ Đề là gọi là có tượng Phật. Bởi vì đây là cái tư duy và ý tưởng của Ấn Độ rất là hay. Ở đâu có Bồ Đề là ở đó có tượng Phật. Ở đâu có tượng Phật là ở đó có lá Bồ Đề. Thì như vậy chúng ta một người là được nhận một tượng Phật, một lá Bồ Đề. Chưa hết. Đây là gì? Tiền á? Tiền đâu có thật. Đây là một cái vật pháp bảo rất linh thiêng. Là y kim thân của Đức Phật. Và thì thầy xin nói một chút về cái y này, để quý vị thấy cái tầm quan trọng và quý vị nhận về là nên bỏ đâu đâu, không thôi là nó sẽ phát theo tổ lỗi. Chánh niệm. Chiếc y cũng là biết lá Bồ Đề. Quý vị thấy không? Cho nên thì lá Bồ Đề được xem giống như xa lời Phật, được xem như tượng Phật. Một phái đoàn như vậy khi đến đến cái điểm thành tích rất quan trọng trong cuộc đời của Ngài, đó là nơi Đức Phật nhập niết bàn. Sau 80 năm Đức Phật đã hành đạo, hơn 49 năm thuyết pháp, thì Đức Phật đã chọn cái thành phố Câu Thế Na để nhập diệt. Và khi Đức Phật nhập diệt
thì có rất nhiều Phật tử và chúng tăng ni đến đắc y cho ngài, hàng ngàn tăng ni mỗi ngày như vậy đến đắc y cho ngài để cúng dường, đặt ở đời chư thiên ở trên trời cũng xuống để trả hoa cúng dường, nhãn trên không trung cũng xuống để mà độ nhãn cúng dường, và tất cả chư tăng ni Phật tử đều cúng dường y cho Phật. Chính vì cái biểu tượng đó mà sau này mỗi đoàn Phật tử bất cứ ở Đài Loan, ở châu Âu, ở châu Mỹ hay ở châu Á, tất cả các đoàn đến đó thì mỗi đoàn rất thận trọng, bởi vì họ biết cái lịch sử này đều thỉnh một tấm y dài mười mấy mét, rộng mấy mét để mà đắp cho Đức Phật, tượng Phật của Đức Phật nhập diệt ngay tại có thể là từ đây mà dài vào trong cái căn nhà này, tức là dài lớn. Và như vậy một đoàn đoàn đó trước khi làm lễ là họ sẽ đắp một tấm y để cúng dường cho Đức Phật, được gọi là y kim thân Đức Phật. Kim là vàng, thân là y, thân của ngài tức là thân vàng, cho nên mọi người đều đắp một chiếc y vàng vào đó. Đoàn của chúng ta đã chuẩn bị chu đáo và Phật tử đã thêm thêm một chiếc y rất đẹp, đây là chiếc y mà trong đoàn chúng ta đã thêm và đã đắp y kim thân cho Đức Phật và đã làm cái lễ cầu nguyện ở đó. Và trong đoàn còn có một cái lời cầu nguyện là cho chúng con được cúng dường tấm y này đến với ngài, và cũng cho phép chúng con được thêm cái tấm y này để cắt một người một miếng để chúng con được tôn thờ ngài, chúng con được đảnh lễ ngài, chúng con được cung kính ngài thay vì chúng con thờ xa rời của ngài. Thì y kim thân của ngài cũng giống như chiếc lá bồ đề, cũng giống như xa rời của ngài. Cho nên khi về thì thầy đã có ý tưởng là không phải cắt riêng cho trong đoàn của thầy mấy chục người, mà thầy đã suy nghĩ đến cái đạo tràng tu học của mình có rất nhiều người chưa có đủ duyên để qua để mà đắc y kim thân cho Đức Phật dù một lần trong đời. Cho nên thầy đã thêm một tấm y rất rộng và đã cắt chia cho mấy chục thành viên trong đoàn, rồi còn lại thì thầy cũng cắt một người một miếng. Vấn đề quan trọng không phải là rộng hay hẹp quý vị, mà vấn đề là mình đã làm lễ chú nguyện cầu nguyện ở tại Đức Phật, ở tại nơi mà Đức Phật nhập niết bàn, tức là cái nơi mà cuối cùng Đức Phật đã xả bỏ bản thân khổ nghiệp của ngài. Cho nên tâm ý này rất là quan trọng, dù là một miếng vải thôi. Thì khi quý vị nhận được thì quý vị nên trân trọng, thầy nói nó rất là có phúc báo. Khi chúng ta về thì quý vị có thể bỏ ngay ở trên bàn thờ Phật của mình để thờ cùng với chiếc lá của mình. Quý vị nào có thể tôn kính hơn, thầy thấy có những người Phật tử của thầy đã làm một cái hộp bằng kiếm, nó cũng không bao nhiêu tiền, 4 miếng kiếm, và dán lại chúng ta bỏ vào cái lá bồ đề và bỏ y nó vào trong đó, chúng ta thờ lên trên bàn Phật. Thì chúng ta còn niềm tin, chúng ta niềm tin để chúng ta lễ Phật, chúng ta đảnh lễ ngài, đó là chúng ta có phước. Đức Phật là một con người mà đã không còn tham, không còn sân, không còn si, một con người mà cả thể cả thế giới đều phải cúi đầu đảnh lễ những việc làm của ngài mà chúng ta chưa bao giờ làm được, phải không? À, cho nên tại sao ai cũng đến đảnh lễ ngài, ai cũng cung kính ngài, vì vậy mình thờ ngài, thờ ý ngài, thờ lá bồ đề, thờ tượng Phật để làm gì? Tại sao chùa nào cũng thờ tượng Phật, nhà nào cũng thờ tượng Phật? Thờ Phật để chúng ta đảnh lễ ngài, chúng ta cung kính ngài, và chúng ta nguyện học theo lời Đức Phật dạy, chúng ta nguyện làm theo hẹn của ngài, chứ không phải chúng ta cầu tài cầu lộc. Cho nên y kim thân Đức Phật là một chữ y, thể nói là cắt ra từ một chữ y lớn. Thì khi quý vị có thì ở đây thể có đề y kim thân Đức Phật nhỏ hơn này, và quý vị về thành công nếu mình bỏ trong cái hộp kiếm hoặc cái hộp giấy gì đó mình trang lên, mà chúng mình thể hiện cái lòng trang nghiêm của mình là được, rồi mình bỏ lên bàn Phật, mình thờ lên trên vật vật của thầy vẫn còn cái cổ ra phía sau, và thờ ý kiến thân Đức Phật, và có thờ xá lợi Phật, có thờ lá bồ đề, như vậy là có đề nữa. Thì bây giờ chúng ta nhận một người một cái tâm y
một tượng Phật và một lá Bồ Đề, như vậy là quá gì? Những người nào không tham dự quả tu là không có nhận được quả cái đó hết. Riêng còn một cái mà thầy hứa với quý vị là cái gì? Đi chùa thầy. Thầy đã nghĩ đến vấn đề đó, nhưng khi thầy đến Bồ Đề Hòa là nơi mà thầy chùa nhiều nhất, nhưng mà có đến 3 tiếng không còn chùa. Hôm đó đi với chục phái đoàn, họ thiệt hết đoàn người đến, nhưng mà thầy đã đặt mua, thầy đã thiệt rồi. Và thầy hứa quý vị có thể là nếu mà đủ duyên, chắc có lẽ trong kỳ tu tập ấy, là mình sẽ có số chùa của cái chùa thầy đang là chùa đẹp. Thì hy vọng là ở đây thì phụ nữ rất thích chùa. Cho nên thầy sẽ có một ngần số chùa mà chùa đó làm bằng đá đen Ấn Độ, chính phải là bằng nhựa. Như Việt Nam mình đeo tập lâu ở đây, anh có ai có số chùa đó cho thầy nhé? Thầy có chứ, thầy có tặng thôi. Có ai có cho thầy mượn số chùa đi? Số chùa đó rất đẹp, chùa cho bằng đá và đeo càng lâu thì nó càng bóng ra. À đây chị Hà, trước đây thầy đã tặng cho Phật tử thân mình đây. Quý vị thấy đây là bằng đá đen chứ không phải là bằng nhựa. Bằng nhựa Việt Nam mình càng lâu nó càng bóng, càng tuyệt chuẩn. Còn cả niềm mạng chị Hà đã mạng 4 năm và nó đen như vậy, càng đen như vậy. Cho nên thì khi tới thì thầy sẽ phát một người ngồi sâu chuẩn trong khi phát tu. Thì thầy không thể hứa đâu, tại vì thầy hứa là thầy sẽ có. Và bây giờ thầy tạm thời phát 3 thứ: tượng Phật, lá Bồ Đề và y kim thân Đức Phật. Quý vị đã nghe thầy nói đến chữ y chưa? Cho nên quý vị không nên để bỏ ra bệnh giường, không nên bỏ trong những cái chỗ mà không có trang nghiêm, quý vị sẽ tổn phước. Cả phái đoàn đã làm cái lễ cầu nguyện rất là công phu và đã thành cái ý này đi xung quanh, đi đến 10 vòng quý vị để mà cầu nguyện. Cho nên là đây là người tâm tính để chúng ta tin, thì chúng ta biết rằng ý kiến thân Đức Phật cũng giống như xã hội Phật vậy thôi, cũng như chiếc lạc của mình, cũng như tượng Phật vậy. Cho nên chúng ta sẽ thiệt cái ý này về sẽ bỏ ngay cái bản thân của mình để chúng ta thờ. Chúng ta có thể làm cái hồ cháy cũng được, cột kiến và thờ thờ hạ bồ của điện. Quý vị rõ chưa? Thầy mời bà Sư Sơn, mời Tôn Thân Chí Tuyết, có thể phạt nhân, có thể một người phạt y. Bà Sư Sơn phạt y đi, rồi Chí Tuyết là phạt lá Bồ Đề ha. Đang về và tổng thể phát từ Phật. Nhiều khóa khác nhau, thành thử ra sư cô với thầy cũng không có gặp nhau trong cái gì đó. Khi thầy chuẩn bị tốt nghiệp chương trình Phật học hoặc là thầy trở về nước, thì sư cô đã qua và bắt đầu học pháp mới. Và hiện nay thì sư cô đang nghiên cứu làm là tiến sĩ, và
cũng do đi duyên mà thầy đã gặp cô một vài lần ở tại Đức Phật. Khi mà thầy dạy đoàn qua ở tại Ấn Độ cũng gặp được rất nhiều thầy cô, và hôm nay thì nhân duyên gặp được cô Ấn Độ đã biết cô, cho nên là cũng nghe nói cô còn về Việt Nam và có quen bên gia đình của bác sĩ Sơn, thần sản hay như bác sĩ Sơn đã đưa cô về đây, và thầy đã mời cô để tham dự và tu. Và hôm nay thì chúng ta cũng lắng nghe thầy phụ cô chia sẻ một đôi điều về ở tại Đức Phật, nơi cô đang nghiên cứu và nơi cô đã đang học. Thì xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Buồn,
Đây là tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Buồn là lá chín, phán là mây bay. Tâm tâm khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trống bay. Tâm không ràng buộc tiêu dao. Mỉm cười chẳng niềm an trú hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con sẽ có là đã từng học tại Ấn Độ, hiện tại là được 6 năm. Một nhân duyên có duyên sau khi tốt nghiệp học viện tại Mỹ, chúng con đã học qua đạo học và hiện tại bây giờ là được 6 năm. Một nhân duyên lớn hôm nay chúng ta đã có hồi ngủ hôm nay và gặp nhau để cùng chia sẻ. Thì hôm nay con phải cho quý vị đi du lịch tâm linh Ấn Độ mà không tốn tiền. Như quý vị đã biết, Ấn Độ là một đất nước đã có nền văn hóa lâu đời, có nền văn minh lịch sử lâu dài của nhân loại. Một đất nước hiện tại là đông dân thứ hai của thế giới, chỉ gọi là sau Trung Quốc. Hiện tại thì Ấn Độ là có đến hơn 1.2 tỷ. Là một đất nước là có nhiều tôn giáo, nhiều dân tộc thế giới. Rồi còn là một đất nước mà có nhiều đền thờ, nhiều dân tộc thế giới. Và hiện tại ở đó mà Phật giáo chúng ta có tự đồng tâm gọi là bốn thành tích rất là lớn thêm mà hàng Phật tử hay là quý thầy, quý sư cô là đệ tử của Phật thì chúng ta được một lòng tới Ấn Độ để mà viếng thăm đảnh lễ những cái thành tích đó. Tại vì sao mà chúng ta phải tới để đảnh lễ những cái tự đường lắm đó? Tại vì chính trong cái trường bộ tại kinh đài Bạc Nguyệt Bàn thì trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài đã từng cảm nhận Ngài A Nan như thế này. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ thì có bốn nơi. Đây là nơi Như Lai đã đản sanh. Đây là nơi mà Như Lai đã chứng những vô thường chẳng làm đánh giá. Đây là những nơi mà Như Lai đã thuyền pháp, truyền bản xếp pháp vô thường. Và đây là nơi mà Như Lai đã nhập vô giác niết bàn. Và này A Nan, bởi thiền năng định nữ, những người, những vị đệ tử của Đức Phật, tỳ heo, những vị tỳ heo ni, những Phật tử nam, những Phật tử nữ, đến đây chiêm bái với một cái tâm thâm tĩnh hoan hỷ, thì sau khi thân ngoại mạng chung sẽ được sanh về cõi thiền phủ và cõi chư thiên. Như vậy thì lời khẳng dạng của Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt như vậy thì để cho hàng Phật tử, quý người, những người con Phật thì mình tu tư hay là lòng mong muốn ai cũng một lần để Ấn Độ, để mà đảnh lễ, để mà chiêm bái những cái nơi mà Đức Phật và chúng tăng đã từng sống và tu tập và trải qua 45 năm hoằng pháp của Đức Phật tại đó. Thì khi tại đó chúng ta mới chứng kiến được những cái chỗ khơi dậy được những cái lòng hoan hỷ từ tâm trong bộ chúng ta. Và như chúng ta đã biết, Ấn Độ đầu tiên thì chúng con sẽ nói sơ qua về cái văn hóa của Ấn Độ thời nay và từ thời Đức Phật. Như chúng ta đã biết, Ấn Độ là một đất nước tồn tại đến bộ giai cấp. Từ thời Đức Phật, Ngài đã thi hiện tại Ấn Độ, Ngài cũng muốn xóa bỏ đi giai cấp. Tại Ngài thì nói là chúng ta nước mắt cùng mà mẫu cùng đó, chỉ có phân ảnh đều được chúng nhau. Mà những bài thời đó Ngài cũng muốn xóa bỏ đi những cái giai cấp tại Ấn Độ thời đó. Như quý vị đã biết, hiện tại như chúng con đang học ở đó thì chúng con cũng thấy được đất ở Ấn Độ giờ vẫn còn tồn tại bốn giai cấp như vậy. Thì cái giai cấp đầu tiên đó là giai cấp Bà La Môn giáo,
là vị giới cấp những người tu của người giáo. Giới cấp thứ hai là giới cấp sát vị vị, đó là một giới cấp thời xưa Đức Phật ở là thời mà vua chúa, những người mà lãnh đạo đất nước. Thì hiện tại thì chưa có những cái cơ, những người lãnh đạo đất nước thì thuộc là giới cấp sát vị vị. Và giới cấp thứ ba là giới cấp vị giả, đó là giới cấp về cung thương, là những người buôn bán kinh doanh làm ra kinh tế đất nước. Và giai cấp thứ tư gọi là giai cấp thù của ma, là một giai cấp nô lệ, một giai cấp bần cùng nhất của xã hội. Và họ đã bán cái dòng họ giai cấp như vậy rồi thì họ rất là khổ, họ không có giấy tờ tùy thân, họ không có nhà cửa, chỉ gọi là hôm nay sẽ họ chỉ ở ngoài đường và đi làm những cái công mượn như lau nhà, giặt áo quần, rồi lau xe, làm những cái việc phục vụ cho ba gia đình. Cho nên họ là những giai cấp thấp nhất của Ấn Độ. Thì nếu ai có duyên mà đặt tại Ấn Độ thì chúng ta sẽ thấy được những giai cấp thấp đó. Thì trong đại chúng hôm nay chúng ta đã có ai đi Ấn Độ chưa? Giống mấy cái này, dạ, còn rất là ít, hai ba vị thôi. Chúng ta thấy mình phải đổi hồi những cái thiền duyên thì chúng ta mới có một lần có cái ước mong mà đôi khi mình không đủ duyên thì không đi được. Tại chúng con là tầng trình thứ nhất, rất là nhiều người. Còn người là đăng ký mà không đi được. Rồi đến khi có người thì có sức khỏe mà không có tiền. Có người có tiền rồi mà không có sức khỏe. Rồi đến khi đi rồi thì lại chồng đau, con đau, cha mẹ đau, rồi ông hàng xóm đau, rất là nhiều cái việc. Cho nên nó có nhiều chuyện duyên như vậy thì cuối cùng cũng được đi tới đành lề thành tích như vậy. Thì rất là hoan nghênh mình bị Phật tử đã được có duyên lành mà tới Ấn Độ rồi thì đó là một cái duyên lành rất là tốt. Vì có một lần mình đã đành lề Đức Phật, Đức Thế Tôn, người mà đã dạy vô cùng chẳng 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 giá đến cái giáo lý giải thoát cho chúng ta tu tập. Điểm ngày hôm nay chúng ta là một người Phật tử chính chẳng. Thì như quý vị đã biết, Ấn Độ là một đất nước mà tồn tại rất là nhiều tôn giáo. Hiện tại thì Ấn Độ, cái đạo mà nhiều nhất chiếm tỷ lệ nhiều nhất đó là Ấn Độ giáo, còn gọi là Hindu giáo. Và đạo thứ hai tồn tại đó là đạo Sikh, đạo Loan Thế, là Việt Nam mình gọi là Kỳ Lân giáo, rồi đạo Hồi giáo. Còn thực chất hiện tại thì Phật giáo chỉ tỷ lệ rất là ít, vô cùng ít tại đất nước Ấn Độ hiện nay. Thì sơ qua để cho quý vị biết đó là một cái đạo nó khác hẳn ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình chưa bao giờ thấy cái đạo đó là đạo Loan Thế. Cái đạo mà tất cả người vị tu thật sự là không cần mình trang phục, không cần y phục, họ thoát ra khỏi cái ràng buộc về áo quần. Như quý vị hôm nay đi chùa, cho trước khi đi chùa là phải giặt áo tràng, bùi áo tràng đúng không? Để được mặc cái đẹp. Còn đó là mà đi chùa đang như ở nhà là áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, một ngày một màu để thay đổi cho đẹp. Vậy thì biết nào mà họ nghĩ đó là một sự ràng buộc. Còn thì con nghĩ về ý phục, còn sự do nhìn ngó và sự có một cái sự quan niệm mình nhận xét của người đối diện mình. Cho nên đối với nào Loan Thế thì họ không mặc cái gì cả. Vì tu sĩ không mặc gì cả, không có của cải, không nhà cửa. Và tu thì ở gốc đá, gốc cây, trên núi, trên rừng. Thì ở đạo Loan Thế cũng rất là phát triển tại Ấn Độ. Không những ở Ấn Độ mà còn phải truyền cả nước trên thế giới. Thì chính những đạo, những vị tu sĩ về đạo đó, bên Nam thì không bận đồ, nhưng những vị tu niệm nữ tu sĩ thì có bận đồ một năm. Dạ. Tại vì hầu như có thể người nữ rất là yếu. Đối với Ấn Độ là một đất nước rất khắc nghiệt về thời tiết. Nóng thì rất là nóng, mà lạnh thì rất là lạnh. Thì cơ thể được có thể là cũng không chịu nổi. Thì bên đó người nữ tu thì vẫn còn cho bận đồ. Chứ họ quan niệm rằng để giữ bận đồ như vậy thì người nữ sẽ thành chẳng quan, người nam tu thì chẳng quan. Thì họ nghĩ là khi nào người nữ mà muốn tu chẳng quan thì phải cải thân hay là thoát ra cái thân nam tu mà không bận đồ. Áo quần y phục như vậy thì mới chẳng nổ. Thì như quý vị đã biết là một còn họ ăn cơm thì chỉ có hai bàn tay đưa ra ốp vậy thì thức ăn và những cái người Phật tử của những cái người mà theo đạo loại thế đó họ sẽ là tiện đồ, họ sẽ bỏ những thức ăn vào tay và người ta ăn như người trong tay như vậy thôi, không có bát,
Như vậy thì chúng mình hôm nay mình ăn mình còn có tô, có bá, có lúa. Nhưng cái đạo đó là không. Họ chỉ ăn vẫn uống được như vậy. Thì những cái tiệm đồ họ đọc được vào trong tay và uống như vậy thôi. Đó là một cái đạo đặc biệt chỉ có Ấn Độ. Vì khi mà chúng con qua đó thì chúng con đầu tiên thời Đức Phật thì ngài cũng đã làm việc trong kinh này và chúng ta đã biết. Cái thực chất trước khi mà Đức Phật thành đạo, ngài đã học hết và tu hết tất cả những cái tôn giáo tại Ấn Độ. Kỳ Na giáo hay là Ấn Độ giáo, Hindu giáo đã có trước khi thời Đức Phật. Nhưng cái nguồn kinh này là Đức Phật đã học hết rồi. Ngài đã tài ra hết và ngài đã tu chẳng những qua dường như là những vị mà tôn giáo của đạo đó. Như này thầy đó cũng phải là sự giải thoát. Cho nên Đức Phật của chúng ta đã từng, tại vì người đạo đó đã có trước khi mà Đức Phật thì hiện tại Ấn Độ. Kỳ Na giáo là đạo là thầy đã có trước, nhưng hiện tại Ấn Độ giờ vẫn còn người nào đó. Và họ chúng ta thấy là có những cái khi mà vì tu sĩ đi dựa thì hai bên cũng có một cái đoàn và tịnh đồ đi theo. Thì một hôm đó chúng con đi dựa đường cùng một đoàn phật tích cùng đi, thì đó là lúc đó cũng như các vị về đi về từ đi về làm lễ, thì quý vị khi đi là có chiên tổng đồ rành đá lắm, thì trên xe ai cũng nhìn thì lạ, nhìn như người thầy nhìn không, khi mà nhìn phật tử được thầy lạ quá, cũng sau khi nghe lại nghe vậy đó, nhìn thì là tại vì thực chất nhìn vị tu sĩ đó không mặc gì cả, chỉ đó là một cách cái tu của một người nào như vậy, đó là kỳ Na giáo, là thành ăn và đầu tiên là luận tại luận, đó là cái đạo rất là đặc biệt. Thì kể chút qua cho quý vị biết một chút về những cái tôn giáo nó còn tồn tại tại Ấn Độ, mặc dù Đức Thế Tôn của chúng ta đã trải qua như vậy. Ngài đã từng 6 năm khổ hạnh rừng già, ngài đã ăn một ngày một hộp mè, nhưng ngài vẫn thấy đó là một sự ép sát, một cái sự mà không có sự giải thoát. Cho nên ngài đã thoát ra được. Khi mà ngài đã 6 năm khổ hạnh như vậy, ngài thấy không có gì thì ngồi. Thì chỉnh như ngài nhờ như thầy được như vậy, ngài đã thiền hành trong 49 ngày và đã chỉnh ngồi về cái bồ đề, là chỉnh vô thường chẳng đẳng chẳng giác. Tại Ấn Độ có những cái rất là đặc biệt, một cái dòng sông rất là lớn thiên tại Ấn Độ, đó là dòng sông Rang. Như chúng ta đã biết thì trong kinh về Đức Phật vì nhiều vị về sông Rang, thì ai một lần tại Ấn Độ đều được tới sông Rang. Một con dòng sông rất là lớn thiên tại Ấn Độ, đó là dòng sông lớn thiên nhất của Ấn Độ giáo. Người Ấn Độ giáo họ nghĩ là một lần một năm họ phải tới đó để làm lễ và cực tắm cái dòng sông Hằng vậy. Họ nghĩ là tắm cái dòng sông Hằng để gột rửa hết tội lỗi. Và ai cũng ước mong tắm trên dòng sông Hằng đó. Như quý vị đã biết là dòng sông Hằng cách đây khoảng gần 10 năm trở lại thì có những xác chết trôi thả trên dòng sông Hằng như vậy. Nhưng hiện nay thì bắt đầu giảm nữa, tại vì chính phủ của Ấn Độ sợ là ô nhiễm môi trường. Cho nên nhờ ông thủ tướng mới lên thì ông đã cũng cho là thả cái sông nữa. Tại vì quý vị biết là Ấn Độ nó vẫn còn tồn lại bộ cái cảnh tán. Thứ nhất là địa tán, là bằng chung. Thì ở một loại ít hiện khi mà mình thành từ mô mài như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình thì địa tán rất là nhiều, chủ yếu là hình thức chung. Hình thức thứ hai là quả tán. Ấn Độ tồn tại quả tán là chưa được nhiều. Thì chúng ta đi thăm sông Hằng thì chúng ta thấy trên bờ sông sẽ có những lò thiêu hỏa táng, là hình thành tạng thứ ba là thủy táng, là thả trên sông. Thực chất ở Ấn Độ nếu mà thủy táng không có là một cái cách của họ, chứ không phải ai cũng được thủy táng là vô trong sông, chỉ có là những đứa bé còn nhỏ mà mất thì thả trên sông, hay là một người phụ nữ có thai mà mất mình thả trên sông, hay là có một người mà bị rạn cắn bị thả trong sông, và những cái sốc vật đụng vật mà chết bị thả trong sông, đó là cái quy định của họ. Nhưng giờ thì bắt đầu giảm nữa, không có dòng thải nữa. Và hình thành tạng thứ ba đó là điểu tán, có nghĩa là khi chết rồi thì đeo trên cây có chín quả, tại vì Ấn Độ chín nhiều lắm, quả nhiều lắm, vì đi qua là sẽ chín vô phần, chín rất là nhiều, không có ai bắt, không ai bắt gì cả, rất là nhiều. Thì hình thức địa tạng, điều tạng thì chủ yếu là những người sống trên vùng núi thì họ còn hình thức là điều tạng như vậy.
thì đó là một cái văn hóa, một cái phong tục của người Ấn Độ họ còn tồn tại như vậy. Thì dòng sông Hằng là một cái dòng sông linh thiêng và đó là một niềm tự hào của Ấn Độ, vì dòng sông đó rất là dài, nó chảy thường nguồn là từ dãy Hy Mạc Sơn chảy dài xuống vùng đồng bằng, nó kéo dài đến 2.500 km, một dòng sông rất là lớn. Đó là một cái niềm tự hào của Ấn Độ, tại vì dòng sông đó đã mang lại, họ nghĩ đó là dòng Ganga River, là dòng sông Hằng, đặt cái tên của một vị đường thần của một người Ấn Độ, họ đã đặt cái tên của vị đường thần, đặt cái tên sông Hằng đó, và họ nghĩ đó là cái dòng sông mà đem lại cái sự bao bọc cho dân tộc Ấn Độ. Và Ấn Độ đặc biệt có một dài dày núi Hy Mạc Sơn nằm sau lưng, đó là họ nghĩ đó là một cái sự tinh thần, sự oai hùng của dân tộc Ấn Độ, đó là niềm tự hào của họ. Đó là họ có dạy Hy Mạc Lạp Sơn và có dòng sông Hằng. Ở Hồ Tổ có dòng sông lớn, nhưng dòng sông Hằng là dòng sông Trung Thiên, có thêm một dòng sông là dòng Vô Nam, cũng là một dòng sông lớn của người đó. Rồi như chúng ta đã biết thì sông Hằng là cái sông sông mà Đức Phật thường hay ví dụ trong kinh. Như một lần Ngài nói là nếu như một cái nắm muối mà để trong một cái ly thì một ly sẽ trẻ, sẽ mặn. Nhưng những cái nắm muối đó chúng ta bỏ trên sông Hằng thì nó còn bị mặn nữa. Thế chính như cái ví dụ trong kinh Đức Phật, Ngài được thường ví dụ về sông Hằng rất là nhiều. Rồi Ngài cũng từng là khi mà Đức Phật đã từng đi trên sông Hằng bằng thuyền, thì có một câu chuyện mà trong kinh nó đọc là một hôm Đức Phật đi thuyền pháp cho năm nên chùa Trường Như thì phải đi sang qua sông Hằng đó. Thì khi mà dừng trên, Đức Phật kể là Đức Phật muốn qua sông Hằng thì người chùa đò họ cũng cho qua. Họ nói là họ không biết Phật là ai, cho nên họ nói là người có tiền không mà còn mà để đi, thì Đức Phật nói là ta không có tiền. Thì Đức Phật ông nói là nếu không có tiền thì tôi cũng cho ngài đi. Thì Đức Phật phải vận thần thông và bay trên không và qua khỏi sông Hằng. Thì chính cái khi mà người chào đò thấy như vậy mới là tâm rất là ân hận, tại sao mình lại đến chờ một cái vị mà có cái đức độ tuyệt vời như vậy, có một sự siêu phàm như vậy. Thì cái tiếng đó để mời vua Tần Bà Sa La, và sau này vua Tần Bà Sa La đã thông báo những khi nào mà có vị sa môn nào đi qua sông Hằng thì những người chào đò đó không được lấy tiền nữa. Đó là cái sự kiện về sông Hằng. Rồi cũng có nhiều cái về các kinh Phật, các Đức Phật cũng từng kể chuyện cho như vua Tần Bà Sa La cũng đã từng hỏi Đức Phật vào trong kinh đại kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật đã ngài cũng từng ông đã từng hỏi Đức Phật là một vị ngoại đạo, họ nói là chỉ là hết. Thì Đức Phật mới nói rằng khi nào vua Tần Bà Sa La mới thể là người họ đành lấy Đức Phật và hỏi Đức Phật có phải bạch Đức Phật phải là chết rồi hết không? Thì Đức Phật nói thưa đại vương, nếu như khi mà đại vương 3 tuổi thì đại vương thể sống hằng như thế nào? Thì bây giờ đại vương già tóc bạc mặt nhăn thì đại vương thể sống hằng như thế nào? Thì điều gì khi 3 tuổi thể là sống hằng, thì già cũng thể sống hằng. Như vậy thì Đức Phật mới nói là cái cơ thể của đại vương là có chuyển đổi, có thay đổi từ trẻ đến già, mặt nhăn và tóc bạc, nhưng cái tánh thấy của đại vương dùng là lấy với nhau không sai không nhiều, không hơn không kém, thấy sông Hằng là sông Hằng. Đó là phật pháp, đó là cái mà không sai không nhiều. Thế đó là những cái ví dụ mà Đức Phật đã từng nói trong kinh về sông Hằng. Thế đó là một cái dòng sông rất là linh thiêng tại Ấn Độ nhà, và họ nghĩ đó là một dòng sông mà họ có thể là tắm cái dòng sông đó để đảnh lễ dòng sông đó để tiêu đi những cái tội lỗi. Nhưng một lần thì vì bà Sa Môn đã hỏi Đức Phật là nếu như tắm, Đức Phật phải nói về vì Sa Môn là nếu như các ông mà tắm cái sông Hằng như vậy mà rửa hết tội lỗi thì đáng lẽ là tôi muốn ở dưới sông đó nó sẽ hết tội cho các ông. Rồi các ông làm những công đức lành thì khi tắm cái dòng sông Hằng đó thì những công đức lành đó nó cũng trôi đi luôn. Thì Đức Phật đã từng bắt những cái sự cuồng tín của đạo người đạo, họ cần nghĩ là tạo tội xuống tắm như sông Hằng là hết tội. Chứ quý vị nghĩ là xuống tắm sông Hằng có hết tội không? Đó là một chút ít về cái văn hóa phong tập tập quán của Ấn Độ giáo. Thì điều đặc biệt mà chúng ta cần hiểu hôm nay đó là
từ đầu năm, nơi mà đánh dấu 45 năm hoàng pháp của Đức Phật, kể chuyện về đời của Đức Phật. Thì chúng quý vị đã biết là bộ tự đồng đó là cái gì? Đó là nơi mà Đức Phật đản sanh. Thứ hai là nơi mà Đức Phật chứng vô thường chánh đẳng cảnh giác. Và điều thứ ba, đó là nơi mà Đức Phật thuyết pháp, bài pháp đầu tiên nhân năm kiều thường niên. Và điều thứ tư đó là câu đối năng, là nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thì như chúng ta đã biết, hiện tại thời Đức Phật đã ngài sinh ra vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, thì ngài phạm phần thứ ba trước công nguyên. Thì chúng ta khi mà nói đến thành tích thì chúng ta sẽ nghĩ đến đó là vô hạn chục, người mà đã đi đảnh lễ Đức Phật, tất cả các thành tích của Đức Phật vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Đó là một ông vua, mặc dù được cái ông rất là tà ác, ông đã từng giết cả trăm anh em của trong gia đình của ông để ông lên làm vua. Nhưng sau khi ông hiểu được Phật pháp thì ông chuyển 180 độ, ông là một trong những người hộ Phật giáo rất là nhiều. Thì quý vị biết, khi mà chúng ta điểm những thành tích, điểm thứ nhất là nơi Đức Phật đàm sống đó là Lâm Vĩnh Niên, là Lâm Vĩnh Niên. Hiện tại thì nó thuộc về được Niết Bàn, chỉ phải là Ấn Độ. Cho nên quý vị đi Ấn Độ thì quý vị phải qua Niết Bàn và thời điểm đó. Hiện tại đó thì có một bộ đá của vua Ai Cập để đánh dấu được nơi mà Đức Phật đã nhập, đã là đàm sống tại đó. Và đó có một cái đền thờ của ngài Hoàng hậu Mai Giang, đó là Lý Tây Mương, và một cái hồ nước chuẩn bị tại đó. Thì chúng quý vị sẽ thấy là sau khi Hoàng hậu Mai Giang đàm sống Đức Phật thì ngài bà đã đi 25 bước và tắm những cái dòng trên cái hồ nước đó. Thì hiện tại đó còn một cái hồ. Thì thực chất là trải qua đến hơn 2.500 năm rồi, vì trải qua những cái lịch sử, những sự biến chuyển của Phật giáo tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12 thì Ấn Độ đã bị tàn sát không còn gì cả. Đến khi thế kỷ thứ 12, Phật giáo đã bị Hồi giáo phá tất cả những thành, những cái chùa chiền chủng tăng đều bị diệt tại Ấn Độ. Cho nên khi quý vị đã biết hôm nay mà chúng ta tới đành này đó, thì chúng ta biết được đó là nơi Đức Phật đạp sống, chứ không giờ không còn, chỉ còn những cái tàn tích, những cái gạch thôi, chứ không còn uy nghiêm như thời xưa nữa. Thời đó là một vườn hoa, nơi mà Lâm Vĩnh Niên là vườn hoa, nơi mà ngài trước khi đạp sống Đức Phật thì Hoàng hậu Mai Giang đã đi từ thành Đắc Địa ra về thời đó và đạp sống Đức Phật. Thì gần đó cách 25 km thì chúng ta cùng được tới thăm cái vườn, cái thành Đắc Địa ra về, và cũng có bốn cửa thành. Thì nếu mà quý vị đi phân tích thì quý vị sẽ thấy là thời đó sẽ biết được cái ngôi rừng, giờ còn một ngôi rừng. Đó là trước đây là thành Đắc Địa ra về, thời mà Đức Phật đã trải qua 20 năm ngày đã sống trong cung và miền ngọc trước khi ngài xuất gia thành đạt. Điều thứ nhất là Lâm Vĩnh Niên, điều thứ hai là nơi Đức Phật chứng những vô thường chánh đẳng cảnh giác, đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Ở đó thì đúng là một điểm rất là linh thiêng, hiện tại rất là đẹp, còn bảo tháp rất là lớn, cao đến 52 mét. Một bảo tháp được xây dựng bởi vua Ashoka vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Và xung quanh gần bảo tháp đó chính là cái Bồ Đề, nơi mà Đức Phật đã chứng ngộ. Ngài đã chứng vô thường chánh đẳng chánh giác sau 7 tuần thiền định, là ngài đã chứng ngộ những cái Bồ Đề đó. Như quý vị đã biết, cái Bồ Đề đó tên thật của nó không phải là Bồ Đề. Ở Ấn Độ người ta gọi cái đó là Tất Bạc La, tiếng Anh là Bích Bạc La. Nếu như Đức Phật không thành đạo gì đó thì cái đó có thể gọi là Bồ Đề. Nhưng vì Đức Thế Tôn của chúng ta thành đạo những cái gốc cái đó, cho nên cái đó được gọi là cái Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Đề là giác, thì cái đó được gọi là cái giác ngộ. Thì hiện tại rất là đẹp, hùng vĩ lắm. Hiện tại cái đó còn được bằng 135 tuổi. Thậm chí cái Bồ Đề trước đây mà Đức Phật ngồi để mà thiền định bay tôn mà thành đạo á, thì đã trải qua biết bao nhiêu lần vì chiến tranh, vì chặt phá cái thời đó ngài vua Ai Cập cũng từng dừng và chặt phá cái Bồ Đề đó, vợ của ông cũng từng chặt phá cái Bồ Đề đó. Nhưng cái Bồ Đề đó được trồng lại và ngay cái vị trí mà Đức Phật về chứng minh vô thường chánh đẳng cảnh giác, trải qua biết bao nhiêu cái tâm luân, bao nhiêu cái khó khăn về chiến tranh, nhưng bây giờ cái Bồ Đề vẫn đẹp và hùng vĩ. Bao bọc cái Bồ Đề hiện tại là một cái thành cao hơn 3 mét, bao bọc quanh mấy cái cây Bồ Đề.
đó là vì cái Bồ Đề khi mà Đức Phật chứng ngộ, Ngài nói là cái Bồ Đề này được ví như là trong thân của vũ trụ, dù vũ trụ có hủy hoại và tan vỡ, ở chính cái chỗ Ngài, cái tòa kim cang của Ngài vẫn không bất tử, và hiện đó còn còn một cái tòa kim cang nơi mà Đức Phật phải chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác tại đó. Một cái Bồ Đề, cái Bồ Đề đó cũng là cái thể hiện có của thời chỉnh cái Đức Phật mà được đấy, cái Bồ Đề Đức Phật thành đạo mà bị chặt phá là khi mà con của vua A Dục Vương, hai người có nghĩa vụ, một người đứng tăng thầy và một ni sư bên ni, thì khi mà Phật giáo bị được truyền qua Sri Lanka là Tất Lan, tại vì nhận cái Bồ Đề đó được đem vào bên Tất Lan trồng về mai cái ở Tất Lan vẫn còn cái Bồ Đề đó. Thì khi mà ở Ấn Độ cái cây Bồ Đề đó bị phá, bị chết đi á, thì họ đã đem cái nhánh từ Sri Lanka qua trồng lại đó, cho nên cây Bồ Đề đó được cùng hơn 100 năm, ngày mai cùng khoảng 130 năm, và cây Bồ Đề rất là đẹp, rất là hùng vĩ, rất là linh thiêng. Thì quý vị có duyên được đi một lần Ấn Độ thì sẽ thấy đành để cây Bồ Đề đó, thì quý vị mà thấy được sự linh thiêng ở đó. Và hàng năm có cả triệu người, hàng triệu người tới nhưng cái thành tích đó là lễ Phật. Mà tại Bồ Đề đó đang đặc biệt ở điều đó, họ bình vị ở lại đó 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 tháng. Họ lầy, họ tụng kinh, bãi sám, thiền hành, tất cả các những cái cây cách gì mà người ta thích thì người ta sẽ từ tu, không ai bảo ai. Còn người nhất là tên bên Tây Tạng, họ có một cái, họ làm một cái phạt dài vậy, lầy dài suốt ngày vậy. Lầy xong rồi vậy, uống nước, ăn bánh, lầy xuống. Họ tu như vậy, tu suốt suốt 7 tháng như vậy chị bỏ. Hôm nay thì mùa này rất là nóng thôi, nóng thì bắt đầu giảm bớt tại vì độ giờ rất là nóng. Còn mùa bắt đầu khoảng tháng 3 đến tháng 10, tháng 11 mùa lạnh thì ở đó những vị tu ở bên Tây Tạng, các nước trên thế giới, Sri Lanka, Điện Biên, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, có những đoàn hành hương vô cùng đông, hàng lượng lượng đoàn này đến đoàn khác, và vào đó đặt lề và tổng kinh mùi mùi thiền tại đó rất là đẹp, rất là hay. Vì vậy từ đó đến thiên mà ai cũng một lần thích, có những người đi Ấn Độ xong rồi ai cũng thích ở lại Bồ Đề Đà để mà tu, rất là hay. Có những người thì mùi thiền, có những người lại trầm phối, có những người đem nguyên bộ phận phật qua lại luôn, tuyệt vời lắm. Vì vì khi nào mà nếu đi Ấn Độ lên tới thì mang theo một kinh đó qua ở lại và lại xong xong về họ rất là an lạc, rất là hay. Điểm thứ ba đó là nơi mà Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em hiểu được. Khi mà sau khi Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài mà nhớ lại cái những năm người bạn của mình khi mà tu khổ hạnh, tại vì từ đó chúng ta sẽ thấm được cái khổ năm nơi mà Đức Phật đã từng tu một ngày giảm một hạt mẹ, cho nên có cái từ của Ngài Gia Bọc Sư rất là trong đầy năm đá. Thì quý vị nếu mà đi Ấn Độ được thì sẽ nhìn thấy được cái tên đặt đầy đó. Đó là nơi mà Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh tại cái rừng. Từ một rừng đó là một khu rừng bằng núi đá, chứng tỏ cái của gì là rất là hiểm trở, bằng lắm, núi đá thôi. Thì đó là thời mà Đức Phật đã từng tu về năm anh em kiểu rừng như mà Ngài là thầy không chạy bộ. Sau khi Ngài chạy bộ, Ngài mới nhớ đến người bạn của mình, cho nên Ngài đã đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sa Na, đó còn gọi là Varanasi, nơi mà Ngài năm nay kiều đường dưới đang tu tập ở đó. Ngài đã ở đó, Ngài đã thuyết pháp đầu tiên bài pháp truyền pháp luôn cho nó nên kiều đường dưới, cho nên nơi đó được đánh dấu là tăng đoàn được thành lập, có nghĩa là có Phật, có pháp và có tăng. Phật là Đức Phật, pháp là bài pháp truyền pháp luôn, và tăng chính là năm nay kiều đường dưới. Trên đó là một điểm đánh dấu rất là lớn, tăng đoàn được thành lập đầu tiên trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên nếu như vì vì mà được đi Ấn Độ thì đành đành lễ ở đó có một bảo tháp và là bảo truyền pháp luôn rất là lớn, rất là đẹp. Thời hiện hiện tại là bao nhiêu cái tháp có lớn lắm, ở đó là cái tháp mà được vua Dục Vương xây dựng từ vào thế kỷ thứ ba. Như quý vị biết, tất cả các thành tích hiện tại thì có rất là các chùa Việt Nam, chùa Điện Biên, chùa Lào, chùa Thái Lan xây xung quanh những cái thành tích đó. Ví dụ như chúng có ở New Delhi là không có chùa, ở thủ đô là không có chùa,
Nhưng ở những thành tích đó chẳng thuộc là tạo điều kiện cho các nước Phật giáo được xây dựng. Cho nên Việt Nam mình có hai chùa lớn của Ngài Hòa Thượng Thiện Diệu, là một chùa tại lớn Bini là Liban và một chùa ở Bồ Đề. Đó là hai chùa lớn. Thì ngoài ra giờ cũng có nhiều chùa, các chùa như Ô Như Điền cũng có chùa Biến Giác tại Bồ Đề. Sư Thiệt Minh cũng xin một chùa Việt Nam tại Bồ Đề. Nhưng đặc biệt tại Sa Náp thì chỉ có một ngôi chùa Việt Nam, đó là ngôi chùa của Sư Thượng Quang tại Sa Náp, nơi mà Đức Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên. Cho nên quý vị ở đó cảm giác rất là vui khi mà mình thấy còn có chùa Việt Nam mình đang có mặt tại những thành tích đó. Và điểm thứ tư đó là nơi Đức Phật nhập vô như niết bàn, câu thứ năm, nơi mà sau khi Ngài đã thuyết pháp 40 năm, Ngài đã cảm thấy được những cái người Ngài đã đổ là đổ xong. Bây giờ là cái giờ mà Ngài muốn nhập vô như niết bàn. Mà quý vị biết tại sao Đức Phật lại không nhập vô? Khi Vasali là cái đó Đức Phật đang thuyết pháp tại Vasali và ở mùa ăn cư tại Vasali, nhưng Đức Phật lại muốn đi bộ từ Vasali tới Kusinaga là câu thứ năm để nhập niết bàn. Vì Đức Phật biết rằng nếu như Đức Phật nhập niết bàn tại Vasali á, thì những cái bộ tộc ở đó và những đất nước xung quanh lân cận ở đó sẽ có chiến tranh, sẽ có xung đột nhau. Tại vì Ngài sau khi Ngài biết, sau khi Ngài nhập diệt thì những cái xả lời của Ngài ai cũng muốn đánh giành để mà đem về đất nước của mình để mà thờ. Tại vì xả lời của Ngài được gọi như là quốc bảo, một vật rất là linh thiêng. Cho nên Ngài biết ở tại Kusinaga có một vị là tên là Đô Năng, một người bên tu bên đạo Ấn Độ giáo. Ông có khả năng là một người mà có khả năng thuộc dụng, dùng như thuộc dụng quản lý, và Đức Phật thấy được như vậy. Và hơn nữa Đức Phật cũng muốn Đức Phật đồ cho Ngài thuộc đạo là một người đệ tử cuối cùng của Đức Phật, là một người đệ tử hơn 100 tuổi. Ngài đã vần thần thông, Ngài biết đó là cái giờ Ngài cái nhân duyên chỉ mùi, cho nên muốn đồ cho người đệ tử cuối cùng của mình. Đó là tên là Thông Đà, là người mà dẫn bát cháo cuối cùng cho Đức Phật. Bát cháo nấm chính là ông là dẫn bát cháo nấm cho Đức Phật. Sau khi thọ trái xong bát cháo nấm đó, và Đức Phật đã thuyết pháp cho ông Thông Đà, và ông đó đã chứng chứng ngộ. Khi ông hơn tuổi Đức Phật, ông hơn 100 tuổi, 120 tuổi. Sau khi thọ cái bát cháo đó thì Đức Phật mới đi tới rừng Sala, và dưới gốc cây Sala Đức Phật đã nhập diệt tại đó. Chính và nơi đó khi mà chúng ta tới Đức Phật thì như thường tòa trụ trì đã cho chúng ta y chỉnh để ý này được đắp trên kim thân Đức Phật, và kim thân Đức Phật tại cái Kusinaga đó là tượng của Ngài rất là lớn. Ngài nằm bên phải hướng về phía bắc rất là đẹp. Thì quý vị nếu có duyên thì ở đó sẽ đang lên Đức Phật tại Kusinaga. Thì ở đó còn có một tháp là hòa tạng Đức Phật, là còn một tháp chúng ta cùng ở đó để thăm. Thì như quý vị nói em xả lời Phật hôm nay tại xả lời thật của Đức Phật có lịch sử đàng hoàng. Khi mà thế kỷ thứ 19, khi mà Ngài Cung An là một người khảo học của người Anh, họ đã cùng với những nhà khảo học của Ấn Độ đã đi khảo khắp tất cả Ấn Độ để mà khảo cổ ra, để biết được đây là nơi Đức Phật đạt sanh, đây là nơi Đức Phật nhập diệt, đây là nơi Đức Phật thuyết pháp, đây là nơi Đức Phật chứng ngộ. Thì cũng nhờ những cái vị mà đã đi khảo học đó, và nhờ vua Ashoka đã để lại những đánh dấu, để lại những cái cổ trụ đá của Ngài đã khắc những cái chữ Brahmi là cái chữ của Ngài Ashoka, để chúng ta biết hôm nay phải đi trải qua 2500 năm với cái chiến tranh, và rất là Phật giáo là không có hình bóng bản đồ như vậy, mà chúng ta hôm nay được đỉnh đảnh như vậy thì phải cảm ơn và biết được những cái gì đó đã để lại những dấu tích để hôm nay chúng ta mà được cái đó đại diện mình biết được. Thì hiện nay tại New Delhi xã lời của Đức Phật đã được tôn thờ trong cái viện bảo tàng quốc gia của Ấn Độ. Nếu chúng ta có duyên tới Ấn Độ thì sẽ được tới đánh liền chính xác thật của Đức Phật, và được khảo cổ học vào thế kỷ 19, đã khảo cổ gần với Kusinaga một cái tháp, trong đó có một rương, dưới cái rương đó là trong đó là rất là nhiều châu báu,
Thì tắm thì cháu bảo là giường cháu bảo đó có hai cái bụng, và hai cái bụng đó còn được thơ tài miền Bắc làm đâu. Thì trong hai cái bụng đó có xả lại được tập. Thì hiện tại cũng được tốn thơ mà bạn đồ tại miền Bắc làm của cha bạn đồ. Như vậy hôm nay quý vị đã đi du lịch Ấn Độ, biển Văn Hòa Ấn Độ, rồi phong tục Ấn Độ, đào Ấn Độ, rồi đi hết những thành tích. Như vậy quý vị vui chưa nào? Là có tin tố thì hôm nay có những duyên như vậy, con cũng chia sẻ ít một vài lời về Ấn Độ cho vui. Để có những duyên nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau tại Ấn Độ. Ha, quý vị qua Ấn Độ thì nhớ gọi cô ha, rồi chúng ta sẽ gặp nhau và tại Ấn Độ để cùng nhau đi du lịch tâm linh một lần. Vì chúng ta đã có phần cố gắng một lần. Khi nào thần tòa có tri đi là quý vị đi ha. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chuyện du lịch miễn phí, chúng ta phải có một ngàn mấy đô. Thì cũng cảm ơn sư cô đã học ở tại Ấn Độ và đã chia sẻ những cái Phật pháp cho chúng ta. Hôm nay chúng ta là những người con Phật và chúng ta nghe kể về những thành tích 8 năm của cuộc đời thì dĩ nhiên chúng ta cảm thấy cũng rất là giá trị. Nhưng mà sư cô cho cái du lịch miễn phí, nhưng mà theo thầy nghĩ thì mình mới nhìn thôi, mình chưa được ăn. Giống như mình thấy sầu riêng á, mình chưa chuẩn bị, nhưng mà mình chưa ăn được sao? Chưa ăn thì mình chưa biết sầu riêng là ngon hay dở, ngọt hay bùi. Vấn đề quan trọng là vấn đề chúng ta là làm sao ăn được cái mùi sầu riêng. Thế đó, cho nên cái này là thực chứng. Thực chứng là có nghĩa là mình ăn rồi mình mới biết được cái sầu riêng nó ngon như thế nào, nó ngọt như thế nào. Đó là như vậy. Thì hôm nay cũng xin cảm ơn sư cô đã chia sẻ về một đôi điều về cái Phật giáo Ấn Độ. Nếu thầy mà nói đến chuyện Ấn Độ thì nói là tháng cũng hết. Cái gì thầy nói là tháng thôi. Bởi vì thầy chúng ta ở đó 7 tháng trời mà thầy phải có duyên và đã đi thành tích rất nhiều lần và đã hướng dẫn cũng rất nhiều phái đoàn và cảm thấy cũng rất là an lạc. Nhưng thỉnh thoảng thầy cũng về Ấn Độ mình sẽ nhớ ngày cuối cùng quý vị nhận thầy ra sân bay như là đi, thầy quay lại ở Ấn Độ mà thầy khóc, thầy khóc mình em mẹ, bởi vì thầy mình đang từ đây con không được hàng một mùa xuân, không được một mùa thu được nghỉ học để con phải đệm lệ ngài ở tại các thánh tích của đạo tràng hoặc lâm từ ni hoặc nơi cô thiên nga. Không có được như hàng năm mà được như vậy chắc chắn con người Việt Nam được Phật sự rất là nhiều, không dễ dàng gì để có tiền mà qua hàng năm như vậy. Và cho nên thầy quay đầu lại và thầy cảm thấy nhiều khóc và mình cảm thấy luyến tiếc tại sao mình đi nhiều nước, thầy cũng đi châu Âu, đi Úc, đi các nơi và nó rất giàu có hiện đại, nhưng mà rồi những cái chỗ đó đi qua rồi nó cũng thoáng như một giấc mơ, cũng chẳng để lại cho trong lòng mình cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình ở tại Ấn Độ rồi khi mình về thì mình cảm thấy có một điều gì muốn liên tục và cảm thấy nhớ, đó là người cha lành đã đem cho mình ánh sáng rất là nhiều màu. Nếu có Đức Phật thì hôm nay sự thực chúng ta không biết tu là gì, chúng ta không biết sáng suốt là gì, chúng ta không biết tội là gì, chúng ta không biết phóng sinh là gì, chúng ta không biết bố thí là gì, chúng ta không biết cúng dường là gì. Cho nên mình phải cảm ơn Đức Phật, đó là một vị cha lành mà cả thế giới phải ngàn bộ cung kính. Đó là vì mà xứng đáng được đại lễ, xứng đáng được cũng như thế. Nghĩa không phải ngẫu nhiên mà chúng ta hôm nay Phật tử là đệ tử Đức Phật, chúng ta cũng có duyên như lắm rồi. Quý vị vì những người nào họ không được tu, họ không được học giáo lý thì họ sẽ ra sao, chưa chắc họ có thể làm tốt, chưa chắc họ làm được. Thì một lần nữa xin cảm nhận cái công đức của sư cô và đạo tràng Hoa Sen chúng con cũng có một chút qua do Phật tử đóng góp để xin cúng dường cô để làm một chút qua để cô nay mai cô sẽ đạt được. Xin mời Phật sư Sơn để đại diện là cho Phật đàn. Sư cô nói sư cô nhỏ nhắn và khi qua Ấn Độ là có nhiều người ăn biết.
bây giờ cái 6 năm thì cô đã già dặn nhau từ trước, thì cô qua mỗi ngày cô cũng nhức nhát lắm. Và sư cô thì người ở thuê, và có thể là rồi đây sư cô sẽ thật thắng chùa cô là về mà gia đình phụ được ngày đó. Thì đây là một chân chuyên cho cả đời chúng ta. Và thời gian thì còn khoảng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ phóng thanh cũng như chương trình đã đến là 4 giờ. Và để thay đổi không khí thì hôm nay thì bây giờ Phật tu coi như là mình đã xong phần này ăn lại. Và để cho khi mà phóng thanh rồi trở về nhà của chúng ta thì thầy sẽ tập cho quý vị hát một bản nhạc để cho gọi là nó vui. Và nói như sư cô ấy cũng được phải vui. Tôi lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng băn khoăn mà họ thì cảm thấy là cho nên thấy tức sư cô có thể phải cho quý vị hát một bài. Và bây giờ xin mời Tùng là con về cái tầm ấy một người người một tập hát nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người. Gần nhau trao cho nhau tình yêu đừng gian dối. Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này. Tình yêu trao cho nhau xây đắp nên địa cầu. Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cả nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau trao cho nhau yêu thương dù một ngày. Gần nhau trao cho nhau bao nhiêu tình yêu ấy. Gần nhau trao cho nhau nước mắt hay nụ cười. Và xin trao cho nhau những ước mơ tuyệt vời. Đây là một bản nhạc mà rất là hay. Gần nhau, trao cho nhau yêu thương, đừng giận hờn nhau. Khi nào cần yêu thương thì đừng có giận hờn. Gần nhau, trao cho nhau, ta đây tình yêu tới. Những câu là có ý nghĩa với Phật pháp. Gần nhau, trao cho nhau yêu thương dù một ngày thôi. Gần nhau, trao cho nhau bao nhiêu tình yêu này. Cho dù bầu trời chéo mây đen, cho dù rừng nào thì muôn chim, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Thì trong đạo tràng chúng ta, thì chúng ta gần nhau, chúng ta hiểu nhau và chúng ta yêu thương nhau. Và trong gia đình chúng ta, thì chúng ta cũng gần nhau và chúng ta cũng thương yêu nhau mãi mãi như vậy. Đây là một ca khúc mà thầy rất thích và rất tâm cho những cái bài hát mà cho những con hành hương đi xa cũng xe rất là đẹp mọi mình hát. Và như vậy hôm nay kính thưa quý vị, thì chúng ta đã thực hiện khóa tu với chủ đề của cách nói hóa được Phật âm. Thì cái chủ đề này quý vị nào muốn nghe lại hoặc để cho chồng mình nghe, con mình nghe, thì quý vị sẽ mở YouTube ở trên Facebook chùa Hoa Sen, thầy có đưa lên đó sau khoảng 3 ngày nữa. Quý vị theo dõi trên Facebook mỗi cái khóa tu thầy có đưa lên đó để rồi mình biết rằng đứa cháu ngoại của mình nói bà ngoại sắp sẽ đi thiền hành ở dưới vườn lan của chùa Hoa Sen rất đẹp. Những đoạn phim mà thầy thấy rất là đẹp quý vị đi thiền hành ở dưới vườn lan và dưới cái mái chùa Hoa Sen thế này. Thì quý vị sẽ theo dõi trên trang Facebook và sẽ có hết, thầy sẽ đưa lên. Và ai muốn nghe lại bài pháp cũng cần nói bài pháp khổ đau nên mở cho chồng chồng nghe, nên mở cho con mình nghe, chỉ cho con mình vào trong Facebook chùa Hoa Sen để mà nghe để vui tập. Thì hôm nay thì để chuẩn bị cho lễ phóng sanh thì thầy cũng đã thực hiện được nhiều chất cho quý vị. Và dĩ nhiên có lẽ là chưa xong cho nên để được thầy chưa bảo cho thầy biết để mà
giải thoát, giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biện pháp giới cung dường thập phương vô thường tôn. Nam mô hương cùng dường Bồ Tát, Nam mô hương cùng dường Bồ Tát, Nam mô hương cùng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu, những ngày khóa tu quán niệm, một ngày an lạc tại chùa Hoa Sen. Ấp bốn bê xa bình mỹ huyền cụ chi thành phố Hồ Chí Minh, chúng con xin phát nguyện sau khóa tu thực hiện việc phòng sanh loài, nguyện cho chúng sanh thoát khỏi cảnh trần lao. Chúng con xin nguyện hồi hướng công đức này lên ngôi Tam Bảo, mười phương chư Phật thủy từ phòng quang gia hộ, cho hiền tiền đệ tử chúng con được tham dự khóa tu hôm nay. Nương nhờ công đức phóng sanh này mà tôi diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, nghiệp chướng bảo chướng sở trí chướng tất giai tiêu diệt, tai qua nàng khỏi tật bệnh tiêu trừ, phước trí hưng long thanh tâm thường lạc, cùng đại gia đình khương thải mạng vì bình an. Sở nguyện sở cầu giai thành tựu, hồi hướng công đức phóng sanh này nguyện cầu siêu cho chư vị hương linh cựu huyền thất tổ, ông ba cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cùng chư vị hương linh hậu danh vô vị hậu vị vô dân, huyết sao tạo thương xa lạc bất tường ly hương biệt quang, mồ phân thất tích đặng đặng liệt vì chư hương linh, nguyện chư hướng linh phiền não đoàn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tộc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng công đức này nguyện cầu an cho các gia đình Phật tử, à, trương quang khánh pháp danh nhùng tai nguyện thì về pháp danh diệu hiền tăng gia hùng, pháp danh minh huy trần thì mỹ phượng, pháp danh diệu hoa nguyện thì ngọc sương, pháp danh diệu tuyệt nguyện đức duyên, pháp danh tâm thành nguyện răng, pháp danh quảng đạo phạm thì liên, pháp danh quảng tâm nguyện thì thu thủy nguyện thần kim nghĩa, pháp danh tân phước huỳnh thị mỹ phương, pháp danh tâm lạc độ minh thành, pháp danh pháp tâm nguyện thị lan, pháp danh diệu đình huỳnh thị thu hà, pháp danh ngọc tuyển thành trần thị thủy đoàn thị ảnh phản thị kim thanh, pháp danh nguyên hải mãi thị ảnh tuyệt, pháp danh diệu thiền đào kim anh, pháp danh diệu trâm võ thị ngọc địa, pháp danh diệu hiền
Vô văn bản pháp danh trung trực tranh thì ẩn tuyệt pháp danh lệ linh tranh thì thanh thanh pháp danh diệu thùy. Mai thì hồng vân pháp danh hương thanh nguyện thì nợ pháp danh huệ phước tranh trọng tiếng. Trương bất nhiên pháp danh diệu thường tăng mỹ trang pháp danh diệu nghiêm thắng diễm trên pháp danh diệu nguyên nguyện hữu điên phán thì thanh trúc pháp danh diệu lý trên ngọc hành pháp danh diệu châu nguyện hữu thanh pháp danh quảng đạt nguyện hoàng anh nguyệt pháp danh quảng tâm nguyện thần cận nguyện thần cận pháp danh quảng cận nguyện hoàng thanh long pháp danh minh thịnh độ thì mãi xa lệ nguyện danh ni phơ đoan nguyện pháp danh thanh nhàn nguyện thâm văn minh bên sĩ mân kiệt nguyện nguyện văn mạnh pháp danh minh đạt nguyện thị vân pháp danh giác phương ngô thuần nguyện thị hoa diệu lộc nguyện thanh tâm minh lợi nguyện thị nâu tranh ngọc phẩm tranh thị chi pháp danh diệu phổ huỳnh thị mỹ thu pháp danh thân nhật huỳnh thị mỹ phượng pháp danh thân huy bùi thị thủy lan pháp danh diệu ngọc hương nguyện thị hải yến pháp danh diệu nhung huỳnh thị thánh thảo vương thị hằng pháp danh diệu giới nguyện thị kiều dung bảo thền nguyện lễ phương chí trần văn sang vũ thị an pháp danh diệu tẩm phạm thị thái pháp danh diệu hoa đào thị nhân nguyện thị xuân lan pháp danh diệu thiền huynh tám nguyện thị ấn vũ nguyện thân trung nguyện thị ấn nguyện thị nghĩa pháp danh diệu huệ lý phan bích diệp pháp danh ngô nhân tình hữu thị tuyệt đan pháp danh diệu hoa trần thị thanh thi pháp danh thanh hương phạm văn đường pháp danh minh đạo phạm thị ngọc chiêu pháp danh huệ sản tranh thanh thuần phạm ngọc thủy quyên pháp danh huệ tấm tranh minh triết pháp danh minh trí phạm hùng dùng pháp danh trí kiệt phạm trần minh thư pháp danh huệ ngọc mai thị hồng vân pháp danh hương thinh huỳnh mai duy pháp danh hương tâm trần diệu mỹ pháp danh hương nhạn nguyện thị làn pháp danh hương nguyện nguyện thị vân nguyện thị tuyết pháp danh diệu tâm bùi thị thu hà pháp danh quảng bình gia đình thương bắc nguyện thị hồng tuyết nguyện thị hà yến pháp danh diệu đạo chị em diệu thọ thầy diệu thọ nguyện thì thu hương minh lộc hương tâm trần thì kim yến pháp danh diệu chân võ thì ngọc nhung pháp danh hương đài lễ thì làm pháp danh hương đền nguyện thì kim vân pháp danh diệu yến phương thì tuyết pháp danh diệu ẩn bồi phương nhi pháp danh diệu thời nguyện thì hằng nguyện thì phương ngọc đoàn trọng nghĩa đoàn trọng phương nguyện thì năm pháp danh hương châu hà hương hiệp toàn gia nam nữ đệ tử ngồi ngoài thanh băng quyển thuộc chủng đặng đa sanh nghiệp trưởng bảo trưởng thành tiêu trừ nương nhờ công đức phóng sanh này mà thân tâm an lạc gia quyến xung bày cát tường như sợ nguyện cầu nguyện âm siêu dương thải pháp giới chúng sanh tin dự vô tình tề thần phật đạo nam mô công đức lâm bồ tát nam mô công đức lâm bồ tát nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát gia đình na thệ a biên sa ya tam ma thiên a thần na công na bát na đức na lợi Thank you.
tình nhiều tưởng ít thì làm loài bàng sanh. Cho nên biết các ngươi xưa vì ám tế ngu si không tu chánh niệm, nên nay mang long đeo sừng chịu thân hèn liệt, bơi dưới nước ẩn trong lùm cây, bay trên hư không biết bao tướng khổ, hoặc mắc lưới câu, hoặc xa hầm hố, nào lưới, nào nôm, nào bầy, nào bắn, màng tài thớp dao, hồn theo khói vết. Mãi gặp thí chủ chuộc thân cho ngươi, đem về cận lần, vàng phần chắc chết, nay được sống sót. Nguyện cầu hiền thánh hai tần linh thông, các ngươi một niềm tâm thành, hướng về mười phương chư Phật, nhất tâm quy y Tam Bảo, pháp tâm sám hối. Chúng sanh vốn tạo bao ác nghiệp, đều do vô thị tham sân thế, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tại xin ra mỗi nam mô cầu ra mỗi bồ tát, nam mô cầu ra mỗi bồ tát, nam mô cầu ra mỗi bồ tát ma bạc. Cả Phật tử và chúng sanh quy Tam Bảo và sám hối rồi, tôi chưởng liên tiêu diệt trí tuệ, mãn phát tâm Bồ Đề, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sanh trong hoa sen vào bức thối địa, hiện tiền đại chúng vì chúng sanh dưới nước trên đất, trên hư không mà một lòng nhất tâm niệm Phật A Di Đà Phật. Thân kim giác tượng hào quang minh Bồ Đạt Luân, bậc hào huyền chuyển ngộ tu di hạnh mục trần thanh tứ đại hải, mở rõ ngao Bồ Tát diệt vô biên tự tập bát nguyện độ chúng sanh, cựu phẩm mạm linh đăng bị ngàn hệ, nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nam mô 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 trong lò quay. Sáng xanh chi, sáng xanh chi, cho nhân loại chịu nhiều thiên tai. Sáng xanh chi, thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau. Ta ăn người, người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng. Sao không dừng tay mau đi, thân không sát sống lâu
cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi, phóng sanh đi, cho nhân loại chẳng còn thiên tai. Phóng sanh đi, phóng sanh đi, thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu hết kẻ thân người thù. Yêu muôn loài, yêu muôn hoa, yêu thương khắp chúng sinh gần xa.